Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Hồng Tố An. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Hồng Tố An cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Chiết xuất mầm đậu nành Cao cát can nhau thai cừu Cao đương quy Cao thục địa Cao nhục thung dung Cao sơn thủ Cao tật lê Cao nhân sâm canxium carbonate Vitamin B3 Vitamin B1 Vitamin B2. Vitamin B6. Vitamin B9. Vitamin D3. Vitamin E. Phụ liệu vừa đủ. Dạng bào chế: Viên nang mềm. Công dụng: Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng tiền mãn kinh có biểu hiện như bốc hỏa, cao gắt, rối loạn kinh nguyệt, sinh lý yếu. Đối tượng sử dụng: dùng cho phụ nữ tiền mãn kinh có biểu hiện như bốc hỏa, cáu gắt, rối loạn kinh nguyệt, sinh lý yếu. Cách dùng, sản phẩm sử dụng bằng đường uống. Liều dùng. Người lớn, mỗi lần một viên, ngày hai lần. Sau khi ổn định dùng duy trì một viên trên ngày. Chống chỉ định. Không dùng cho người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng hồng tố an hiệu quả của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo cơ địa của mỗi người. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Nhà sản xuất Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm TPP Frank Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm hồng tố an, đồng thời biết cách sử dụng hồng tố an sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.